Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin VFF News ngày 25 tháng 12. Bản tin của chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin mới nhất, hấp dẫn nhất của bóng đá nước nhà trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, U23 Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á năm 2018. Sắp tới đây, U23 Việt Nam sẽ có một trận đấu giao hữu với đội tuyển U23 Palestine. Hy vọng rằng đây sẽ là liều thuốc thủ tốt dành cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Chấn thương của các trụ cột U23 Việt Nam như Bùi Tiến Dũng và Đỗ Duy Mạnh đang hồi phục khá tốt. Các bác sĩ của đội cũng hồ hởi cho biết hậu vệ A Hoàng và thủ môn Minh Long có thể ra sân tập bình thường trong ít ngày tới. Dù vậy, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đang lên các phương án khác về nhân sự để đảm bảo ít nhất mỗi vị trí có 2 người chơi phục vụ cho chiến thuật của ban huấn luyện. Nhà cầm quân này theo dõi khá sát diễn biến chấn thương của hậu vệ A Hoàng bởi đây là con bài rất phù hợp cho cả hai sơ đồ 4-1-4-1 và 3-4-3 mà U23 Việt Nam sử dụng hiện nay. Cầu thủ thuộc biên chế Hoàng Gia Lai lên công về thủ khá đều, rất lợi hại bên hành lang cánh phải. Bản thân cầu thủ này cũng đang chạy đua với thời gian bởi nhiều khả năng đến ngày 31 tháng 12 tới, U23 Việt Nam sẽ gửi danh sách 23 cầu thủ sang Trung Quốc thi đấu. Theo kế hoạch, ngày 1 tháng 1 năm 2018, đội sẽ đóng quân tại thành phố Giang Tô, Trung Quốc và sẽ có thêm 3 ngày tập luyện tại đây trước khi bước vào trận đấu giao hữu cuối cùng gặp U23 Palestine. 7 ngày sau đó, U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu đầu tiên của vòng bảng gặp U23 Hàn Quốc. Dự kiến V-League năm 2018 sẽ được khởi tranh vào ngày 10 tháng 3 năm 2018. Tuy nhiên, tính tới thời điểm hiện tại, FLC Thanh Hóa đang tỏ rõ quyết tâm của mình khi họ chiêu mộ tới 5 nội binh chất lượng. Đây cũng chính là thông tin cuối cùng trong bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Á quân của giải vô địch quốc gia V-League 2017 FLC Thanh Hóa tỏ rõ tham vọng của mình ở mùa giải tới khi hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng. V-League 2018 dự kiến sẽ khởi tranh vào ngày 10 tháng 3 năm 2018. Tuy nhiên, ngay từ thời điểm này, FLC Thanh Hóa đã cho thấy sự chuẩn bị rất nghiêm túc khi sớm hoàn tất việc chiêu mộ 5 nội binh chất lượng, đó là Nguyễn Minh Tùng, Bùi Văn Hiếu từ Than Quảng Ninh, Nguyễn Xuân Thành từ BKMX Bình Dương, Trịnh Quang Vinh từ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Phạm Văn Nam từ câu lạc bộ Nam Định. Trong số này, Quang Vinh, Minh Tùng và Xuân Thành đều đã từng có thời gian khoác áo của Thanh Hóa trước đây và đều là những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm thi đấu tại V-League. Bên cạnh đó, tân huấn luyện viên Marian Mihai cũng đang tiến hành thử việc một số lượng lớn ngoại binh. Mục tiêu của đội bóng sẽ là ký hợp đồng với một chân sút và một tiền vệ đẳng cấp để dọn chỗ cho tân binh ngoại. FLC Thanh Hóa đã chia tay chân sút số 1 của đội bóng mùa trước là tiền đạo Uche. Những sự bổ sung này ở cả ba tuyến là rất quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh FLC Thanh Hóa sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự AFC Champions League 2018. Họ sẽ có trận vòng sơ loại thứ 2 với Eastern của Hồng Kông vào ngày 23 tháng 1.